giờ mình sẽ đi chợ để mua đồ nha mọi người. Ok, let's go. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Quyền Ca Channel. Được gặp lại mọi người, trong lòng mình cảm thấy rất là vui. Và thật lòng xin lỗi mọi người vì trong suốt 2 tuần vừa rồi mình đã không phát hành video nào mới để gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Vì trong thời gian vừa qua mình vừa mới chia tay với một tri kỷ mà bấy lâu nay đã từng quan sát môi kề, ăn chung, ngủ chung và sinh hoạt chung. Thì nay bạn ấy đã ra đi và mãi mãi không có quay trở lại với mình nữa. Đó chính là cái chiếc răng côn của mình các bạn. Thì vừa rồi mình đã đi phẫu thuật cái chiếc răng của mình. Thì sau ca phẫu thuật, bác sĩ có khuyên mình là nên hạn chế những thực phẩm dạng cứng để tăng cái khả năng phục hồi nhanh chóng hơn. Và hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn các bạn cách làm một món dù có cứng đến đâu cũng phải mềm nha các bạn. Và bây giờ để không làm mất thời gian của tất cả mọi người thì xin mời tất cả các bạn cùng mình đi vào xem cách làm của nó như thế nào nhé. Và đây chính là gân bò nha các bạn. Thì gân bò rất là cứng luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đem đi luộc qua với nước sôi ha. Mình sẽ cho nước vào và luộc trong vòng khoảng 15 phút. Và sau 15 phút thì nước sôi và chúng ta dùng vá để hớt những cái bọt ở bên trên bề mặt của gân bò như vậy. Đây là những cái chất dơ và chúng ta sẽ đem đi rửa lại với nước sạch một lần nữa. Đây, thì sau khi luộc qua và rửa sạch lại với nước thì chúng ta đã có một tô gân bò như thế này. Và chúng ta sẽ cho vào nồi cơm điện nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cho nước vào. Thì các bạn nên cho nước bằng cái bề mặt của gân bò nha bạn, xấp xỉ bề mặt của cái gân bò này thôi. Và chúng ta sẽ hầm cái gân bò này trong vòng 1 tiếng đồng hồ nha bạn. Thì bây giờ là 10 giờ 24 phút. Thì đến 11 giờ 24 phút thì chúng ta hầm xong lần đầu. Chúng ta sẽ ấn nút Start. Trong lúc chờ đợi gân bò hầm thì mình sẽ sơ chế những củ quả còn lại.
Đây là củ cải trắng các bạn. Và đây là củ cà rốt. Sau khi gọt vỏ xong thì chúng ta sẽ cắt khúc nó nha các bạn. Mình sẽ chẻ nó ra làm tư nha các bạn. Và cắt khúc. Tương tự củ cà rốt cũng như vậy. Các bạn cũng cắt khúc nha các bạn. Nó tầm cỡ như thế này là vừa. Tiếp theo mình sẽ cắt hành lá nha các bạn. Đây là mình sẽ sử dụng hành lá để trang trí và tạo cái mùi vị cho nó nha các bạn. Ngoài hành lá ra thì mình sẽ sử dụng thêm cả cái hành tây. Mình sẽ bào nhỏ, bào sợi cái hành tây này ra. Đây, mình sẽ bào sợi như thế này nha các bạn. Và tiếp theo nữa thì các bạn cần chuẩn bị trứng nha các bạn. Thì mình đang ở đây mình luộc 3 quả trứng. Sau khi luộc trứng xong thì các bạn vớt ra cho vào nước đá để mà bóc cho nó dễ dàng nha các bạn. Thì nó sẽ không bị vỡ. Bây giờ mình sẽ cho cái yakitori no tare này vào nha các bạn. Thì tùy vào lượng thịt các bạn cho ít hay nhiều ha, thì ở đây thì cũng không nhiều lắm. Nếu các bạn cho cái loại nước tương này vào càng nhiều thì sẽ tạo cho nó cái độ đậm đặc càng cao nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái loại nước sốt thứ hai này vào nha các bạn. Đây là thành phần dinh dưỡng của nó. Đây là nước tương. Có hương vị rất là thơm luôn các bạn. Nước tương tổng hợp. Chúng ta sẽ cho cái củ cải trắng và cà rốt vào hầm chung luôn nha các bạn. Mà bây giờ mình sẽ tiếp tục hầm thịt bò lần thứ hai cùng với các nguyên liệu nha các bạn. Chúng ta lại tiếp tục điều chỉnh nút menu đi xuống cái chế độ hầm nha các bạn. Đây, ở dưới này còn có chế độ nấu cháo nè các bạn. Bên đây là chế độ làm bánh nha. Thì các bạn chuyển xuống chế độ hầm thịt bò ở đây nha. Thì sau khi chuyển chế độ xong thì chúng ta sẽ ấn nút Start bắt đầu nha các bạn. Thì bây giờ là 11:38. Thì sau đúng là 12:38 thì cái nồi cơm điện này nó sẽ tự động dừng lại và chuyển sang chế độ chờ, là chế độ hâm nha các bạn. Vâng, và chúng ta sẽ chờ đợi trong vòng 1 tiếng nữa nha các bạn. Chúng ta sẽ quay lại và kiểm tra xem cái món bò kho kiểu Nhật Bản của chúng ta sẽ trở nên như thế nào nha các bạn. Và như vậy là sau 2 tiếng thì chúng ta có nồi bò kho rất là ngon mà không cần thời gian để mà canh. Nồi chín tới đâu rồi? Tại vì hoàn toàn tự động bằng cái nồi cơm điện Nhật nha các bạn. Thì nồi cơm điện này là trị giá không yên không đồng nha các bạn. Thì mình đã xin nó ở trên một cái website của người Nhật
Kindle miễn phí nha các bạn. Không cần phải bỏ tiền ra đi mua. Nếu như trong nhà bạn đang thiếu bất kỳ cái vật dụng nào ha, thì bên cạnh đây là cũng là một cái mình cũng đã xin và nhờ người ta chở tới cho mình luôn nha các bạn. Đường link mình để ở dưới phần mô tả ở đó để tìm những cái món đồ mà mình đang còn thiếu trong nhà nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi bỏ kho ra nha các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ cho hành vào nha các bạn. Mình sẽ trang trí lên trên một cái lớp hành tây này các bạn. Ok, và thêm một ít hành nhỏ nha các bạn, hành lá nhỏ. Nếu các bạn nào thích ăn cay nữa thì có thể bỏ thêm một lớp ớt bột nữa nha các bạn. Và đây là trứng. Thì đây là trứng mình đã luộc và luộc qua với là nước tương nha các bạn. Ok, và như vậy là món ăn của chúng ta cũng đã được hoàn thành một cách rất là vô cùng đơn giản nhưng mà rất là ngon luôn nha các bạn, và đầy đủ dinh dưỡng. Và như vậy là bây giờ chúng ta sẽ đi vào thưởng thức cái món Nikomi này như thế nào nha các bạn. Đây, các bạn nhìn lại thêm một lần nữa thì nhìn nó rất là hấp dẫn và cái nước của nó rất là đặc, đặc quánh luôn. Thì ở Việt Nam người ta có thể là dùng cái loại bột gì đó để tạo đặc, nhưng ở đây thì mình không có dùng cái loại bột đó ha các bạn, chỉ nấu bằng những cái nước sốt đơn giản và nó đã đặc lại như thế này, rất là vừa ăn luôn các bạn. Và đây chính là cách mà người Nhật người ta dùng để hầm thịt bò hoặc là lòng bò nha các bạn. Thì video lần sau cố gắng giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn là cái cách hầm như thế nào cho mình, và cũng tương tự như cái món này các bạn. Thì ngoài cái gân bò ra thì chúng ta có thể dùng được nấu hầm bằng lòng heo, lòng bò nha các bạn. Và mình xin hứa hẹn các bạn lần sau sẽ có một chút vị khác nữa nha các bạn. Đây cách mà phổ biến mà ở trong các siêu thị người ta nấu Nikomi để bán nha các bạn. Một hộp Nikomi khoảng tầm 220g là người ta đã bán được 60-70 ngàn một hộp nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ ăn thử cái cải trắng xem nó có mềm nha các bạn. Đây là cải trắng ha. Cải trắng cũng rất là mềm luôn nha các bạn. Và thử cà rốt thế nào. Tương tự, cà rốt cũng mềm y như là thịt bò luôn nha các bạn. Gân bò nè. Khá là tuyệt vời nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử một miếng trứng. Nó ăn kèm với trứng nha mọi người. Rất là đủ thành phần dinh dưỡng. Trứng cũng ngon luôn. Trứng mà ăn kèm với kho rất ngon các bạn. Đây là cái gân bò nè. Gân bò bây giờ nó cũng rất mềm luôn các bạn. Sẽ thêm một lon bia nữa các bạn, tại vì nó rất là ngon luôn. Nhật thì bia này để uống
Ôi, đau đầu các bạn. Vâng, và video của mình đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video lần sau nha các bạn. Bye bye.